đi theo. Một tràng pháo tay để cho mình cho một tràng pháo tay. Một lần nữa tên của các anh chị là Hoàng Thân Kim Khuê, Trọng Hồng Thúy, Tâm Mỹ Nga, Ngọc Mỹ Lệ, Cái Mi, Hoài Linh, Hùng Mỹ Lan, Tâm Sa, Kim Tuyết Thương và Hùng Kim Oanh. Mời các một tràng pháo tay đến cho tất cả các nữ áo dài rất đẹp ngày hôm nay. Và một lan giới đến đám cưới trên đường quê, cái này là anh Phúc Anh phải hát đám cưới trên đường quê đó. Dạ, rồi bây giờ tất cả các anh chị đứng lại nha, để chào mừng quan khách của chúng ta và nhận những món quà. Dạ, bây giờ các nam nữ xin cho các chị bước lên. Quý vị có thấy những anh tài gái sắc đẹp không ạ? À? Dạ, rồi bước lên giữa sân khấu. Làm như Chris Go, có không Chris? Dạ. Xin mời anh Dưỡng lên tặng quà cho 10 đôi uyên ương đẹp nhất. Món quà đây cho LMP Italia tặng cho chúng ta, đó là đôi cọc kiếm mát đó. Wow. Của Italy. Made in Italy quý vị. Trời ơi, quần áo và kiếm mát, giày dép là phải của Italy. Mình cần phải tìm chỉ chăng không? Rồi, bây giờ anh Dưỡng và phu nhân của anh sẽ gửi tặng đến các người đẹp những món quà do anh Phan tặng cho quý vị. Đây là những chiếc cặp kính nhất đẹp Made in Italy. Đó là có hai anh ở phó của chúng tôi, đó là Mạnh Tinh Trọng và Tăng Hùng. Cái chiếc áo dài kế tiếp cũng rất là đẹp nè. Chiếc dài rất là đẹp.